các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Bệnh nhân tắc hẹp mạch máu não đang ngày càng trẻ hóa. Nếu như cách đây 5 năm, bệnh nhân trẻ nhất được bác sĩ ghi nhận là trên 50 tuổi, thì hiện tại trường hợp trẻ nhất chưa tới 30 tuổi. Theo thạc sĩ bác sĩ Trang Mộng Hải Yên, trưởng đơn vị can thiệp mạch máu não, khoa tim mạch cấp cứu can thiệp Bệnh viện Thống Nhất, thì số bệnh nhân bị tắc hẹp mạch máu não đang ngày càng trẻ hóa. Tắc hẹp mạch máu não là nguyên nhân dẫn tới đột quỵ. Trước đây, độ tuổi, chủng tộc và giới tính được coi là những yếu tố nguy cơ của đột quỵ, thì nay lối sống thiếu lành mạnh lại được coi là nguyên nhân chính dẫn tới điều này. Giới trẻ bây giờ bận rộn, thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ nấu sẵn, uống nhiều rượu bia, ít vận động, ít tập thể dục thể thao. Điều đáng nói, khi tắc hẹp mạch máu não, bệnh nhân đều có các triệu chứng cảnh báo như nhức đầu, say sẩm mặt mày rồi tự khỏi. Thế nhưng, đa phần mọi người chủ quan nên đến bệnh viện thì đã nặng. Gần đây, bác sĩ Hải Yên đã tiếp nhận chị NTC, 36 tuổi, quê ở Tây Ninh, hay bị say sẩm mặt mày. Chị từng đi khám và được chẩn đoán bị những cơn thiếu máu não thoáng qua. Tình trạng ngày một nặng, tới mức chị bị yếu nửa người bên phải một lần, nhưng rồi lại tự khỏi. Chị tới một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để khám và được chẩn đoán hẹp động mạch não 95% và chỉ định phẫu thuật. Sau đó, theo chỉ dẫn của người quen, chị đã tới Bệnh viện Thống Nhất để khám, xem còn phương án điều trị nào khả dĩ hơn không. Bác sĩ Hải Yên đã chỉ định cho bệnh nhân chụp DSA, mạch máu não, nhằm đánh giá chính xác tình trạng hẹp của mạch máu não. Kết quả cho thấy, mạch máu não của bệnh nhân chưa tắc hoàn toàn, vẫn còn khe hở mỏng như sợi chỉ. Các bác sĩ đã lựa chọn dùng bóng nong với chi phí chỉ bằng 1/3 so với phẫu thuật. Kết thúc can thiệp, tình trạng hẹp mạch máu não của bệnh nhân gần như không còn. 2 tháng sau, chị hết hẳn những cơn choáng váng. Điều bác sĩ muốn nhấn mạnh là bệnh nhân có chỉ số xơ vữa mạch máu rất cao. Đây chính là nguyên nhân hình thành mảng xơ vữa gây hẹp, nghẽn mạch máu não. Theo lời kể của bệnh nhân, chị làm nghề may nên cả ngày ngồi một chỗ, rất ít vận động và không tập thể dục bao giờ. Chị KV, 29 tuổi, làm nhân viên văn thư, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, vô cùng bất ngờ khi được chẩn đoán bị hẹp mạch máu não và đang có chỉ định đặt stent nong mạch, nếu không, nguy cơ đột quỵ sẽ rất cao. Chị vừa sinh bé đầu lòng được vài tháng. Trước đó, chị cũng hay bị chóng mặt mỗi lần thay đổi tư thế. Sau khi sinh em bé, tình trạng chóng mặt xảy ra thường xuyên. Nghĩ mình bị thiếu máu não, chị mua thực phẩm chức năng tuần hoàn não về uống. Thế nhưng, tình trạng say sẩm mặt mày của chị vẫn không thuyên giảm. Lúc tới bệnh viện khám, chị mới biết rằng uống thực phẩm chức năng tuần hoàn não chỉ khiến máu lưu thông được ở các nhu mô não, chứ không điều trị được tình trạng xơ vữa, nên không thể giúp máu lên não nhiều hơn được. Nếu chị vẫn ở nhà tự xoay sở, không đi khám để được can thiệp kịp thời, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, bỏ lỡ mất cơ hội điều trị dự phòng đột quỵ. Trung bình mỗi tháng, đơn vị can thiệp mạch máu não Bệnh viện Thống Nhất can thiệp khoảng 30 trường hợp, bao gồm cả đặt bóng mạch máu não, đặt stent động mạch cảnh và đốt sống. Những ca phải đặt stent nội sọ dưới 50 tuổi, trung bình ghi nhận từ 5 đến 7 ca mỗi tháng, trong đó bệnh nhân trẻ nhất chưa tới 30 tuổi. Những ngày này, thời tiết chuyển mùa khiến lượng bệnh nhân nhập Bệnh viện Thống Nhất bị đột quỵ cấp gia tăng. Người trẻ thì bị vỡ phình mạch, người già thì tắc mạch. Do đó, khi thấy tình trạng nhức đầu, chóng mặt tái đi tái lại thì cần đi khám để được can thiệp sớm. Bác sĩ Hải Yên nhận thấy, trong gói khám sức khỏe định kỳ của các cơ quan thường chỉ chọn một xét nghiệm cholesterol toàn phần. Tuy nhiên, chỉ số này không có ý nghĩa cao, cần làm thêm xét nghiệm chỉ số. Đây là thành phần chính trong các mảng xơ vữa. Xét nghiệm chỉ số cholesterol xấu đóng vai trò quan trọng giúp ích cho việc điều trị dự phòng đột quỵ.